Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật giáo dục quốc phòng an ninh và dự án luật phòng chống khủng bố. Thống nhất cao với sự cần thiết phải ban hành giáo dục quốc phòng an ninh trong tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, khó lường như hiện nay, một số đại biểu cho rằng cần phải tăng cường bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, kể cả các cháu nhỏ và các chức sắc tôn giáo. Tuy nhiên, để dự thảo luật được hoàn thiện hơn, một số đại biểu đề nghị ban soạn thảo không nên yêu cầu phải bồi dưỡng, mà chỉ cần phổ biến kiến thức quốc phòng đối với các đối tượng học sinh tiểu học, bởi bản thân chương trình giáo dục hiện tại đã đang quá tải. Nhiều đại biểu cho rằng trong điều kiện kinh tế khó khăn hiện nay thì không nên yêu cầu các tỉnh đều phải thành lập trung tâm giáo dục quốc phòng an ninh, cũng như khó đạt được mục tiêu là đến năm 2019, trường học các cấp đều có giáo viên môn quốc phòng an ninh, 100% học sinh, sinh viên đều học qua môn này. Về dự án luật phòng chống khủng bố, một số đại biểu đề nghị không thành lập lực lượng chuyên trách phòng chống khủng bố riêng, mà giao thêm nhiệm vụ và huấn luyện kỹ lưỡng hơn cho các lực lượng chủ chốt sẵn có trong Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Cũng có ý kiến đề nghị nên xây dựng bộ máy thường trực và bộ phận nghiên cứu chống khủng bố chuyên nghiệp theo khu vực và bổ sung quy định khuyến khích công dân phát hiện, cung cấp thông tin về khủng bố.